Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh gốm Nhật của em Toàn. Mọi người đi hôm nay em Toàn có một cặp lân rất là yêu thương luôn mọi người ạ. Đặc biệt là cái con lân trắng này mọi người nhá. Nó là con lân ngược, nó lại là con đực. Đấy, nên là rất hiếm những cái tìm được những cái con lân ngược mà nó lại là lân đực nữa. Nhưng mà chiều cao thì nó hơi khiêm tốn một chút mọi người ạ. Hôm nay em có một cặp này gọi là tiểu lân nhá mọi người nhá. Nó hơi nhỏ một chút nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đây ví dụ như con lân cái lân đực này. Đây mời các bác xem tình trạng lành tít luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Cái này em bán một cặp luôn các bác ạ. Để các bác nào được chơi một cặp luôn cho nó đẹp. Đây đó. Cái này chuyện này thì cũng là chuyện xưa nhá mọi người nhá, không phải là hàng mới lắm đâu. Đấy, đây hai em này là của Kutani tất nhá mọi người nhá. Đây em này là chuyện bằng ký nhá. Kutani đây mọi người. Rất là đẹp luôn. Cái này những cái vết này là em vẫn chưa lau chùi nên nó bẩn. Nên là nó màu nó không được đẹp. Nên các bác về các bác lau chùi đi nó rất là mới luôn. Hôm nay là có một cặp lân này là em lân đỏ này là con lân cái mọi người nhá. Con lân trắng này là con lân đực. Nó hơi khiêm tốn chiều cao một chút. Đây em xin phép là em đo kích thước của chú lân đỏ trước nhé, chiều cao trước nhé. Chiều cao của chú lân đỏ này là cao 24 nhé mọi người nhé. Con lân cái này cao 24. Chiều cao của chú lân đực này là cao 20 nhé mọi người nhé. Chiều cao 20. Bề sâu của con lân này là em đo này, như này là vào khoảng 17 mọi người. Con này thì khoảng 23 mọi người nhé. 22, 23. Đấy, rất là ok luôn. Em xin phép là em cho cái bàn xoay lên để em đặt xem hai con có vừa không. Nếu hai con nó vừa thì để em quay cho các bác thưởng thức cái nét đẹp của cặp lân này. À vừa mọi người ạ. Rất là ok luôn. Nhưng mà này, đặt này thì là nó hơi trướng phải không mọi người. Để em nhân máy quay lên nhá. Đấy, đây mời quý anh chị và các bác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp lân này. Rất là ok luôn. Quý anh chị nào mà ưng ý sản phẩm này thì cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhé. Đấy mọi người, cái con lân này thì rất là sâu tuổi rồi mọi người ạ. Cái chuyện này thì rất là sâu rồi. Cái màu của nó khác. Đây để phân biệt con lân được cái con lân cái thì mọi người nhìn thấy nhá. Cái bờm đằng sau này mọi người. Cái bờm đằng sau của con lân cái là nó sẽ ốp xuống như này. Đấy, mọi người thấy chưa? Từ trên đỉnh đầu nó xuống là toàn bộ những cái lông nó ốp xuống. Còn con lân đực đây mọi người. Đấy, ở đằng trước này nó có bờm lên. Bờm lên như kiểu con sư tử ấy mọi người. Nó là con lân đực nhá. Đấy, em quay về mặt đằng trước. Đấy, các bác nhìn thấy nó cũng khác nhau chưa? Đấy, con lân cái này nó không có bờm đằng sau thì nhìn đầu nó tròn hơn. Nó nhìn nó hiền hơn. Còn con lân đực đây mọi người. Đấy, lân đực này. Nó có bờm đằng sau nó dựng lên. Nhìn nó hoành tráng hơn. Nó hung dữ hơn. Rất là đẹp luôn. Đấy, một cặp lân. Chiều cao khiêm tốn nhưng mà để kiếm được một con lân ngược thì rất là hiếm luôn. Đấy, thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây mọi người. Nếu mà mọi người mà ưng cặp lân này, mọi người cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 nhé mọi người nhé. Em Toàn cho ship hàng về bao bể vỡ về tận nhà các bác nhé. Rồi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.